Vâng ạ, thì em là Tuna và hôm nay em đang đến chương trình mình một dự án mà em ấp ủ tâm huyết của em bao lâu nay. Dự án của em được mang tên là Níu Níu. Ê, bậy nha, tôi nghe là giống một cái từ gì mà giới trẻ hay dùng lắm nhá. Dự án Níu Níu à? Em thích ý tưởng này của em ấy. Chút đầu tư. Wow. Mọi người, em thích đầu tư thì anh về nhà nhá. Chứ dự án của em là Níu Níu, là team mới nha anh chị. Thôi em cứ giới thiệu tiếp đi. Chị thấy là anh nhìn này có vẻ là hơi hùng hẫng rồi đấy. Thì về dự án của em, về mảng tầm nhìn và sứ mệnh, thì bên em sẽ là mang những tin tức nóng hổi nhất trong tháng của Abota tới toàn thể của anh chị em năm châu bốn bể. Ý tưởng này chắc là em ấp ủ lâu lắm rồi đúng không? À vâng ạ, đúng rồi ạ. Thì với 3 tháng dấn thân trong ngành của em ấy, thì dự án này sẽ được em ấp ủ trong vòng 1 tiếng trước. Chị thích con người của em rồi đấy. Rất là dấn thân đương đầu với nước cũ. Anh thắc mắc về cách mà công ty của em sẽ vận hành. À, bên em sẽ phải làm về mảng truyền thông, báo chí, PR logo, đưa những tin tức nóng hổi trong tháng đến mọi người. Và để anh chị dễ hình dung hơn ấy, thì em sẽ cho anh chị xem một bản tin của bên em. Tháng 9 vừa qua, giải đấu game thể thao nội bộ đầu tiên trong năm 2020 của Abota đã diễn ra. Khắp hai đầu cầu Hà Nội và Sài Gòn đều nóng hừng hực trong tiếng đạn bom nổ đùng đoàng, tiếng đồng đội gọi nhau ý ới, tiếng khán giả trầm trồ reo vui. Cảm ơn dự án game Gun X-Fire đã cho anh chị em một tấm vé quay trở về tuổi thơ để chơi lại game kéo thả một cách rất mới, rất hiện đại. Không chỉ mang đến những giây phút thư giãn tuyệt vời, Gun X còn giúp gắn kết tinh thần đồng đội, rèn luyện chiến thuật teamwork, lại được cái ai tham gia giải đấu cũng có quà, sướng nhất anh chị em Abota nhé. Các shark và quý vị khán giả muốn có được những trải nghiệm đỉnh cao giống như Abota chúng em thì hãy vào ngay App Store hoặc Google Play tải Gun X Fire của Gamota nhé. Này, cũng hấp dẫn nhỉ? Bọn mình có khi tải thử chơi thử chơi nhỉ? Không biết là công ty em còn phát hành game nào nữa không nhỉ? Về game ấy, thì bên em phát hành rất nhiều, mà gần đây ấy, thì có cái game Phong Lăng Thiên Hạ ấy, đua top chiến lược, ui trình làng anh em chị em trong làng game thủ á, hot là hot luôn. Nói thì chứ game bên em á, một năm sau thôi. Bên em còn được hợp tác với một streamer nổi tiếng ở trong làng, streamer đấy, Biu Biu. Ê, không phải anh Biu Biu mà mới ký cái hợp đồng creator bên em đúng không? Exactly, Biu không hạn kiếp đâu. Biu chỉ cần là Abota thôi. Anh chị nào muốn nổi tiếng ấy, muốn dấn thân trong ngành ấy, cứ về bên em, đảm bảo uy tín, tránh mọi rủi ro. Em quên giới thiệu cho anh chị ấy, một cổ đông bên em, một nhà đầu tư sộp luôn. Chúng em gọi là anh TA. À, 26 tháng 9 vừa rồi ấy, tuy nhiên anh ý, chúng em tổ chức một bữa tiệc thân mật ấm cúng lắm. Đừng lại một anh một quà lời chúc độc đáo. Đây nhá, nhìn này. Rất tình cảm, rất chuẩn và một cái nốt ruồi hơi vô duyên. Cảm ơn tất cả mọi người. Yeah. Có lời gì nhắn nhủ đến năm cho anh em Abota nhân ngày sinh nhật của mình không ạ? Năm sau cứ giản dị như này là được. Mãi yêu. Mãi yêu. Và chúc mừng các anh chị còn lại cũng có sinh nhật trong tháng 9 này nhá. Happy birthday. Còn cái trung thu vừa qua của bên em ấy thì để em nói cho anh chị nghe nốt này. Nhưng mà chưa hết ấy, các anh chị nhìn này. Đa đa em, sao em lại đứng bên một mình? Em mệt lắm. Em mệt mỏi lắm chị Hằng à. Em ghét cái cảnh đi đâu bây giờ cũng chỉ toàn là người lạ. Cũng chắc không cua ấy, thật khổ cực. Tất cả mọi thứ phải tự lo. Sống xa cua ấy, chẳng thật dễ dàng. Những điều này rất khó.
Ôi, chị thương, thằng Quỳ đi với bơm rồi, nó chán cơm thèm thở rồi, sao em hồ đồ vậy đã? Ơ, à, thật vậy hả chị? Em thật sự ngu ngốc, đính kèm thằng Quỳ cũng không xong. Không sao, mọi thứ cũng sẽ ổn thôi, bây giờ đi phát quà với chị cho các cháu ở Apota nhé. Các bạn nhớ nhé, Trung Thu thiếu ai chứ không thể thiếu được sự vui vẻ và đầm ấm, nhất là ở Apota. Thương tình thương tình về nhá. Xong.